mình theo dõi rất là sát sao cái biến động của thị trường hàng hóa, bởi vì là những cái biến động của thị trường hàng hóa nó sẽ tác động trực tiếp đến cái kỳ vọng của nhà đầu tư vào giá cổ phiếu của những doanh nghiệp có liên quan đến ngân hàng đó. Mình ví dụ như thời gian vừa qua đó là Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, rồi Philippines thì là tăng nhập khẩu gạo của Việt Nam chẳng hạn, thì những cái thời điểm đó, giá gạo tăng rất là cao, và nhà đầu tư kỳ vọng là bởi vì giá gạo tăng cao như vậy thì những doanh nghiệp sản xuất lúa gạo họ sẽ được hưởng lợi và họ sẽ tăng được cái doanh thu và lợi nhuận. Do đó là thời gian vừa qua, ví dụ như là công ty Trung An là công ty sản xuất gạo nè, công ty Lộc Trời công ty sản xuất gạo là giá cổ phiếu tăng rất là mạnh đó. Và nhưng mà tại sao mình phải quan tâm phái sinh? Bởi vì là phái sinh là nó đi trước, phái sinh nó thể hiện cái dự báo của nhà đầu tư. Thì ví dụ như là cái hợp đồng tương lai của 3 tháng sau nó ở cái mức giá cao, thì nhà đầu tư kỳ vọng là giá cổ phiếu 3 tháng sau, doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp 3 tháng sau nó sẽ tăng, vì vậy là giá cổ phiếu sẽ tăng theo đó. Cảm ơn mình. Cái thông tin vừa rồi của Vũ và anh Bình mới vừa chia sẻ, thật ra mình sẽ được